Chào các bạn nhé. Hôm nay thì chuẩn bị cho mùa vụ mới thì mình có thay nhớt động cơ cũng như là cốc lọc rồi nhớt thủy lực cho rồi cốc lọc thủy lực cho máy cày nhà mình. Con nhà mình sử dụng con Sunshine là 126. Đây vừa thì mình mới nhận hàng của bên kỹ thuật máy. Đây, mình mua cái cốc lọc nhớt động cơ này, cốc lọc nhớt thủy lực này. Mình thì mình cũng hay xem cái clip của bên kỹ thuật máy nên là mình mua luôn của họ. Đó thì hàng vừa về thì mình cũng tiến hành mình thay luôn cho thay nhớt. Đầu tiên thì muốn thay được cốc lọc nhớt động cơ thì mình phải tháo được cái nhớt của nó ra trước đã. Tháo cái nhớt thì mình cần phải sử dụng một cái mình các bạn có cà lê mỏ lết nên là có tay công được, mình sử dụng một cái tay công 19. Đây, tay công 19 thì cái vị trí của các bạn làm máy thì các bạn làm biết rõ rồi, mình chỉ làm cả clip này thì ghi lại quá trình mình làm thôi. Còn các bạn nào chưa biết, các bạn nào mà muốn chưa giờ sử dụng máy cày thì các bạn có thể xem qua. Bác nào thì làm nghề rồi thì chắc là có lẽ là không cần xem. Mình cũng là đấy, vị trí con ốc mà thay nhớt động cơ thì nó ngay dưới cái bường này đây. Rồi. Ngay dưới cái bường này mình tháo con ốc 19 này ra. Hiện tại thì mình vừa mới đi làm về. Mình có nghe các bác hướng dẫn đó là phải làm cho máy nó nóng lên để cho nhớt nó loãng ra thì tháo nó dễ. Đấy, vừa được hai xô này luôn. Cái này làm nhớt thải thì mình cho vào dầu xích vậy. Đấy, bây giờ thì cho nó chờ cho nó chảy hết vậy. Nhớt của mình sau một vụ thì nó cũng khá lắm, rất là bẩn rồi. Đấy, rất là bẩn rồi. Nên là mình mới cần phải thay. Cái này thì muốn thay sạch ấy, thì bác nào sử dụng cái địa hình nó dốc dốc một tí, dốc dốc về phía cái ốc này này hoặc là ngang bằng được, nhưng mà nếu mà được tốt thì nó dốc về phía cái lỗ nhớt mình vừa thả ra này đó để cho nó chảy hết ra. Đấy, bây giờ trong lúc mình chờ nó tháo bớt ra thì mình sẽ tiến hành để đi tháo cốc lọc nhớt động cơ. Đây, đây là vị trí của cốc lọc động cơ đây. Lọc nhớt động cơ đây. Từ ngày mình mua cái máy cày ở bãi này về thì mình cũng chưa thay lần nào. Đây. Nên là bây giờ thì mình thấy nó nhớt nó cũng máy nó cũng dấu hiệu nó sẽ già đi rồi. Nó cũng yếu hơi hơn trước đây. Thì mình sẽ thay các loại nhớt cho nó. Thì cái đây mình cũng bảo với bên bán hàng của, là bán cho mình cái cốc lọc nhớt động cơ của cái động cơ là 126 Kubota thì họ chuyển lên cho mình. Thì muốn tháo được cái này ấy thì các bạn có lẽ phải cần chuẩn bị cho mình một cái dây stick xe máy, làm cái tay công stick xe máy để tháo nó ra. Rất cái đấy thì các bạn nào mà làm về máy móc thì các bác tháo nhiều các bác quen. Tí nữa mình tiến hành mình sẽ tháo nó ra. Đấy, sau khi mình tháo hết nhớt ra rồi, đấy thì mình sẽ tháo cái cốc lọc nhớt động cơ ra để thay thế cho nó. Rồi tí khi nào mình thay ra thì mình sẽ cho các bạn xem bên trong nó có gì. Đây vừa mình dùng cái dây đai để mình xoắn được nó ra đây các bạn. Đây các bạn nên chuẩn bị trước một cái chậu bên dưới để hứng nhớt thải nhá. Ở đây nó cũng có một phần nhớt của máy nó động ra. Đây bây giờ mình xoay bằng tay được rồi. Ra được chưa? À đấy, nhiều nhiều ấy lắm. Cái gì? Nhiều nhớt thải thật trong này. Thì đèn hết rồi. Ừ, cái này là phải thay rồi. Nhiều vòng phết. Đây. Đấy, các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái xô.
ở bên dưới để hứng nó. Máy vừa chạy đi làm xong nên là khá là nóng. Các bạn chú ý nhá, các bạn cho máy chạy thì cho nó nhớt nó loãng ra, nó dễ tháo. Chứ còn các bạn không nên để mơ nhớt nóng quá, cẩn thận nó bỏng tay. Chơi với lửa có ngày bị tay bỏng, chơi với dao rừng có ngày mất máu. Đấy, thay cái cốc lọc này rất là dễ thôi. Tí nữa thì mình sẽ phải dùng một ít dây co, dây chun để cho nó vào. Mình cứ để bây giờ đang là buổi trưa, mình sẽ tận dụng ít buổi trưa cho nó chảy hết ra ngoài đi. Cho nó ra hẳn ngoài, cho hết luôn. Ở cốc, thay dầu, thay cốc lọc. Cái cốc lọc của nó này, cái cốc lọc này chắc là từ bên Nhật luôn đấy, chắc là cốc nhục zin ở bên đấy. Ok, chờ cho nó nhớt nó chảy rồi mình sẽ thay cốc lọc mới vào. Sau khi tháo cốc lọc dầu cũng như là tháo cốc lọc nhớt động cơ rồi tháo cả cái cốc lọc này thì mình sẽ tiến hành thay cốc lọc đó. Katsiger oil fish filter, cốc lọc dầu gì đấy, đây mình sẽ tiến hành thay. Hàng made in Indonesia nghe hoành tráng. Đây, mình sẽ để camera đây. Chưa tìm ở chỗ nào. Đây, mình vừa tìm ở chỗ để cái camera điện thoại. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái cốc lọc nhớt động cơ. Rồi, bạn xem. Phụ tùng máy nông nghiệp lọc nhớt động cơ Indonesia. Rất là chắc chắn, đầm tay. Đây mình có chuẩn bị cả cái cao su này rồi để bắt chặt. Nó đúng gen của nó thì nó vào nhanh rồi. Được, ổn rồi. Đúng kiểu của nó. Đúng kiểu của nó, bây giờ chắc là dùng cái này là được. Nó hướng kìa. Cái chỗ này nó chặt chỗ để nó không thế. Nó khá chặt đấy. Đóng nó mới phát. Bây giờ anh bạn già kéo khó chứ là bạn già là khó ấy nói. Nhìn mới hẳn chỗ này ra nhỉ, sắc chảnh hẳn cái khu này ra. Các bạn nó rung ấy.
Hay sau đó các bạn có thể dùng cái tay công có xích này, các bạn cho chặt. Đấy, hoàn thành rồi đấy. Đây, cận cảnh cái cốc lọc động cơ mới đây, mình vừa cho vào. Cái đồ nguyên zin của nó thì là cái cốc lọc màu xám. Cốc lọc màu xám, như bây giờ cái loại mới, chắc đời mới họ sản xuất màu trắng. Thôi rồi, tí nữa mình sẽ tiến hành thay cả cốc, thay nhớt động cơ, là nhớt thủy lực cũng như là cốc lọc thủy lực nó ngay kia thôi. Đấy, đây, cốc lọc thủy nhiệt này. Ok. Cuối cùng thì mình sẽ tiến hành đổ nhớt động cơ vào trong máy. Thì mình sẽ sử dụng cái que thăm. Đây, cái que thăm nhớt này. Cái que thăm nhớt này để biết. Thường thì mình sẽ đổ đến cái vạch trên. Đây, cái vạch trên của cái que thăm nhớt này này. Thường thì nó theo các mình cũng tham khảo rồi, theo đọc theo tài liệu Kubota thì nó đầu khoảng 6 lít. Thì mình cứ tiến hành đổ đến khi nào mình cảm thấy mà nó đủ cái vạch trên của que thăm thì mình dừng lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ nhớt. Cái vị trí đổ nhớt là nó ở sát ống xả này. Đây là nhớt của máy này. Nhớt thì mình mua của người quen. Mình sử dụng một cái ca này để biết được lượng nhất mình cho là bao nhiêu luôn. Ở đây là mức gần 2.000, được 2. Hai lít đây, mình sẽ cho 2 lít làm lần lượt nhé. Thì nhớt này cũng khá là đắt nên là mình cẩn thận một chút, tránh vương vãi thôi. Đấy, được 2 lít đầu tiên. Thêm 2 lít nữa.
Tí nữa mình sẽ sử dụng cái que thăm kia để xem là lượng nhất đến đâu rồi. Ôi trời. Thế là nhớ nó đã xuống đến đâu rồi. Nhất cũng chưa xịp xuống như là mình cho thêm một ca nữa. Công việc đổ nhớt, thay nhớt, dầu nhớt của máy móc nói chung cũng như là máy cày thì là công việc nên thường xuyên làm. Đó là chi phí bảo dưỡng đối với một chiếc máy thì không trực tiếp. Bạn muốn làm cho một cái máy nó hoạt động trơn tru thì bạn phải bảo dưỡng thường xuyên. Ok, mình kiểm tra xem là sau 3K 6 lít thì nó lên đâu rồi. À, nhớt đã xuống rồi. Nhớt đã xuống lên động cơ rồi. Nhớt mới đây. Bên trong thường, bên trong bình nhớt thì nó cũng sẽ tồn dư một lượng nhớt cũ. Ok, đạt rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái quá trình mà thay nhớt động cơ cũng như là thay củ lọc nhớt động cơ cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã quay video cho em. Thì bạn nào muốn xem cái hướng dẫn cái thay nhớt thủy lực cũng như là thay củ nhớt thủy lực thì mời xem video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.